Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 2, thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị thông báo hướng dẫn cho ngư dân và các chủ phương tiện nắm chắc diễn biến của bão để chủ động di chuyển phòng tránh. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã kiểm đếm, thông báo cho gần 1.800 phương tiện với hơn 5.500 lao động đang hoạt động trên biển. Đã có 1.279 phương tiện về bến neo đậu, còn 472 phương tiện đang khẩn trương vào bến tránh trú. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng đã chỉ huy duy trì nghiêm chế độ trực, tổ chức giả soát, kiểm tra phương án, kế hoạch, chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng tổ chức bảo vệ sản xuất nông nghiệp thủy sản, kiểm tra, gia cố công trình đê điều thủy lợi, tăng cường kiểm tra đê điều và chủ động xử lý ngay từ giờ đầu các sự cố có thể phát sinh. Các ngành địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan đơn vị chủ động ứng phó với bão số 2.